Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vũ Nga rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2016. Chùa Tuệ Giác, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Budapest, Hungary tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biển đảo, biên giới. Cộng đồng người dân Việt Nam ở các châu lục tham dự các hoạt động mừng ngày lễ Phật đản. Gặp gỡ với Nguyễn Thị Thúy Kiều, người đoạt giải quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt tại Nhật Bản. Thưa quý vị, vừa qua tại chùa Tuệ Giác, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Budapest, Hungary, Hội Phật tử Việt Nam đã tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biển đảo biên giới. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm cho đến nay, cộng đồng người Việt tại Budapest, Hungary tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, thể hiện sự trân trọng đối với các gia đình người Việt tại Budapest có liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước, đồng thời là để nhắc nhở các thế hệ người Việt trẻ tại Hungary về lịch sử dân tộc và về chủ quyền lãnh thổ của quốc gia. Hiện cộng đồng người Việt ở Hungary có khoảng 5.000 người.